Tiếp theo đây em xin được lên cho quý vị một cái con nồi nhé. Nồi này thì phải nói là rất là đẹp. Này quý vị nhìn này. Đó. Đẹp long lanh luôn. Long lanh cành đào luôn, phải nói là đẹp cực kỳ luôn. Đó. Cực kỳ đẹp luôn. Đó. Con nồi này có cảm giác như chưa đun nhá quý vị nhé. Cảm giác như chưa đun luôn. Đun luôn là biết ngay. Và cái thứ hai nữa là những cái đánh này ấy, là nếu mà đun là sẽ biết ngay nhá. Đó. Đó. Cảm giác như chưa đun. Đó. À. Còn nồi này đun là cái đế này nó sẽ xước nham xước nhở rồi nó có các cái bẩn đen kịt nè. Đó. Đó. Đấy nhá. Cái nồi này là dung tích là 3 lít nha quý vị nhé. Nồi này dung tích 3 lít. Đó. Tuy nhiên so với các cái nồi khác thì con nồi này 3 lít nhưng mà nó nhìn nó cảm giác như cái dòng nồi 4 lít luôn, vì 3 lít nó cái thường nó hay thuôn nhỏ. Nhưng con nồi này nó bè ra, à, có cảm giác nó to. Đó. Cảm giác nó to và nhìn nó vững chãi. À, cái lắp của nó nhìn quý vị như này, đẹp chưa? Đó. Dòng diệc xanh dờn luôn. Dòng xanh dờn luôn nhá. Đó. Các cái tem mác các thứ đẹp mịn màng như cô tiên. Con này rất ok luôn nhá quý vị nhá. Rất ok. Bình thường những con nhầy đẹp nhầy là nhà em bán là của nó sẽ phải ngày như ngày xưa là phải bán toàn 800.000 những con nhầy đấy nhá. Đó. Những con đẹp 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 gọi là đẹp mịn màng nhầy là 800.000 nhá quý vị nhá. Rồi ok. Em sẽ test thử nước cho quý vị nhé. Test luôn. Đó. À. Ok nhé, em bật bếp lên nhé. Đấy, bếp này bếp từ nhá. Con nồi này đun được từ, đun được ga và đun được hồng ngoại. Em đang đun bếp từ nhá quý vị nhá. Đó. Nó có hai núm vặn này. Nhấc lên này, chuyển sang nâu này, đó, thấp này. Nhấc này, đó, chuyển xuống là cao này. Nhấc lên này, chuyển thấp này. Nhấc xuống chuyển cao nhá. Đó, rồi ok. Van đóng rồi nha quý vị nha. Đấy, chờ bây giờ mình chờ xì hơi ở đây ra nữa là xong nhá. Đó. Khi mà không có áp suất thì cái van này không đóng được nha quý vị nhá. Khi mà không áp suất thì cái van đấy sẽ không đóng được. Đó. Và bây giờ nó đang tích tụ thêm áp suất và áp suất đủ nó sẽ có một cái lực đẩy để đẩy cái hơi ra ở đằng này ra nha quý vị nhá. Thì lúc đấy là mình sẽ phải giảm nửa lại, bởi vì lúc đấy áp suất đã đầy ở trong xoong rồi. Đó. Và quý vị lưu ý, khi mà nó tắc cái áp suất này thì quý vị lưu ý nhá, thường phải vệ sinh những cái này đi. Đó. Thỉnh thoảng vệ sinh, bởi vì nó khi nó tắc thì áp suất ở trong này nó rất cao. Thì quý vị biết đấy, áp suất khí mà cao giống như kiểu khí ga nó rất nguy hiểm, cho nên là nhưng mà ở đây nó không giống như là nó nước mình khi mình bị bật thì mình sẽ vệ sinh nó. Đó. Và gần như là gọi là gần như nó không bao giờ tắc, nhưng mà mình cũng phải thường xuyên để thỉnh thoảng về vệ sinh. Đó. Ok. Đó. Bắt đầu rồi nha. Đó. Bắt đầu xì rồi nha. Bây giờ chúng ta giảm nhỏ lửa lại nha. Đó. Ok. Giảm nhỏ lửa lại để cái này nó xì ở mức vừa phải thôi, chứ không có vị quý vị linh xương nhá. Linh xương, linh xiệt các thứ thì nó bay hết hơi ra, nó phí. Lúc đấy
lúc đấy có trong nồi có khi lại cái cạn nước xương lại rất là phí nhá. Mình để vừa phải nhá quý vị nhá. Đây quý vị nhìn này. Xong xiệc này. Đó, gần như là không không hề gọi là có cái hiện tượng bị xì nhá, rất kín nhá. Đó. Ok. Đó. Rất kín nhá. Đó. Đấy. Mình chỉ để liu riu này thôi, để liu riu này thôi quý vị nhá. Quý vị lưu ý để liu riu. Ví dụ em vừa tăng lên là nó sẽ to nhá. Để cho quý vị thấy là cái lượng hơi nó bay ra nhiều. Đấy, bây giờ mình sẽ giảm. Mình giảm để đến mức nào mà nó chỉ vừa phải thôi quý vị nhá. Đấy. À, ok. Đấy. Tức là nó lưu diêu lưu rồi quý vị nhá. Lưu diêu đấy quý vị nhá. Nó chỉ lưu diêu. Đấy, có những quý vị thì thích nó lại cao hơn tí thì mình lại đẩy cao hơn tí nữa đấy. Không vấn đề gì cả. Đó. Ok nhá, em đã test xong cái nồi áp suất này rồi nhá quý vị nhá. Em test xong cái nồi áp suất này rồi. Đấy. Thì quý vị nào lấy nồi này thì alo cho em nhá. Đó. Số điện thoại của em là 0966 594581 và Zalo cũng là số này luôn nhá. Địa chỉ là 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đó. Thì ở đây nhá quý vị lưu ý, ở đây quý vị lưu ý nhá. Ở đây quý vị lưu ý là cái hai này thì là ở mức đóng, tức là nó xì hơi ở dạng mức bình thường nhá quý vị nhá. Ở mức bình thường và nó gọi là hạn chế nhất. Nhưng còn sang phần nao này nhá, tức là lúc đấy là hơi nó sẽ ra khỏi hơn nhiều nhá quý vị nhá. Ví dụ đây. Ví dụ đây nhá. Đây quý vị này, em cho bình thường nhá. Đó. Đây, em vừa giảm xuống để cái hơi này nó ít xuống nhá. Đấy. Quý vị sẽ xem là cái lượng hơi nhá. Đó. Lượng hơi của nó thì nó sẽ ít, đấy, nó hơi đầy quá thì nó sẽ đó, mình sẽ giảm nhỏ lửa lại đó, để làm sao cho cái lượng hơi nó ở trong này là nó vừa phải, nó đỡ phí vừa đỡ tốn điện mà nó lại vừa đỡ tốn hơi nhá quý vị nhá. Đó. Đó. Thì đây em sẽ nhấc sang bên này quý vị như này. Đó, thấy chưa quý vị, thấy chưa? Đó. Nó sẽ xả hơi ra rất nhiều nhé. Bên này là mức nao nhưng xả hơi nhiều này. Đó. Bên này là mức 2 thì nó sẽ xả hơi ít hơn. Để làm sao? Ví dụ có những người mà linh thì người ta muốn là ấy, tôi phải linh này xả hơi ra cho nhiều hơi hơn để nó khô nước hơn một chút xíu. Đấy, có những cái mà linh mà nó cần phải hơi khô nước hơn đúng không? À, có những cái thì lại phải cần phải giữ nước, thì đấy là tùy vào quý vị để làm sao để mà sử dụng cho dễ nhá. À, còn kể ở đây này, ấn vào đây, đúng rồi, à, ấn vào đây. Chỗ này là chỗ van để thoát hơi, chỗ khu van thoát hơi để làm sao cho áp suất ở trong này nó ở một mức làm sao để mà đảm bảo được cái độ an toàn. Nó cứ mạnh lên phát là cái này nó xì ra, thì cái lồi nó sẽ luôn luôn an toàn. Và cái lồi này cực kỳ an toàn so với cái lồi áp suất kia thì nó an toàn hơn gấp hàng trăm hàng nghìn lần nhé. Đấy, các ngoàm sắt này của nó có độc, phải nói là kinh khủng luôn. Đó. Ok. Đấy. Quý vị như vừa rồi nhà em bán những cái dòng nồi như thế này thì phải nói đến hàng trăm hàng nghìn cái rồi. Quá nhiều luôn quý vị. Có những người đã lấy nhà em khoảng tầm chục cái lồi này rồi. Thay thế hoàn toàn cho cái lồi mà lồi áp suất ở ngoài chợ nhé quý vị nhé. Quý vị cứ mua lồi áp suất ngoài chợ xem. Không buồn dùng luôn. Linh cái lồi đấy có rẻ đâu, cái lồi đấy nó khoảng tầm 1,2 triệu đến 1,5 triệu, nhưng mà về Linh chỉ 3 bữa xong, giống như kiểu một cái lồi mà dùng cách đây hàng thế kỷ luôn. Đó. Hoặc là quý vị mua những cái lồi mà cao cấp hơn, bây giờ cao hơn bây giờ chỉ có lồi sân hao thôi, hoặc là mấy cái lồi dòng siêu thị thôi, nhưng mà cũng không ăn thua quý vị. Quý vị cứ dùng đi sẽ thấy, cũng chỉ được dăm bữa lửa tháng là đã chối rồi, chứ không giống như những lồi này đâu quý vị nhé. Những lồi này của nó quá đẳng cấp luôn. À, chất này thì quý vị biết rồi đấy, dùng đến bao giờ cho hỏng, trong khi những cái lồi kia là cái lồi mà sân hâu này, hoặc cái lồi mà hàng người ta bán ngoài chợ, lồi Trung Quốc ấy, thì toàn là kiểu dạng như gọi là tôn xong rồi nó phủ một cái lớp chống dính lên. Đấy, được 3 bữa thì lớp chống dính đấy bong này, rồi ở bên trong là thì nó phải nói là kinh khủng. À, ăn chỉ sợ ung thư luôn. Đấy. Còn nồi này thì riêng của bọn Nhật này thì quý vị ấy này, quá an toàn thực phẩm luôn. À, quý vị nhìn này, này nồi như thế này, inox này quý vị, đủ đến bao giờ chồng, trăm năm luôn, ngàn đời luôn. À,
Ok nha, coi như là bây giờ mình đã đun một tí rồi và đã chín rồi đấy, nha. Thì quý vị có thể để đây nhá. Khi mà nó đang van này, đấy, quý vị không mở được nhá. Và cái van này quý vị phải cho nó xuống nhá. Cái van này này, cái van này là nó phải tịt xuống. Đó, giống như lúc ban đầu thì mình mở cái này ra nhá quý vị nhá. Không có một quý vị mở được sẽ hỏng nắp. Đó, quý vị mà mở được sẽ hỏng nắp. Đó, cho nên là hỏng nắp hoặc hỏng gioăng. Cho nên là mình sẽ phải xả ra quý vị như này. Đấy, rất tiện dụng nha, riêng con này cực kỳ tiện dụng so với các con khác, tiện dụng cực kỳ luôn. Các con khác thì quý vị cầm này quý vị xoay. Đấy, nhưng mà con này thì quý vị này, đấy, quý vị ẩn này thôi. Đơn giản đấy. Đấy xả ra nhé, em xả này. Em xả này, đấy, xả áp suất ra. Đấy, sau khi cái kia nó hết áp suất rồi nó sẽ tụt xuống nhé. Đó. Hết áp suất sẽ tụt xuống nhé. Ok. Đó. Rồi, ok. Con nồi cực kỳ đẹp. Một con nồi cực kỳ đẹp này luôn. Thì trước những con nồi đẹp này thì nó cao, vâng, toàn 700 609 đến 750 một con. Đấy là nhà em bán nhé. Đó. Thì ngoài bên ngoài bán thì chắc chắn sẽ phải hơn 1 triệu rồi. Những con nồi đẹp này họ sẽ phải bán hơn 1 triệu rồi chứ không thể nào mà bán có mấy trăm được. Đó. Chẳng nhẽ lại không bằng cái lồi gọi là lồi áp suất của tàu à, đúng không? Đó. Mà ở ngoài kia người ta sẽ thường bán khoảng tầm 1,5 triệu những con nồi đẹp nhà nhé quý vị nhé. Họ sẽ bán khoảng 1,5 triệu những con nồi nhà. Đó. Con nồi này thì nói chung là Linh nấu cho gia đình, ví dụ như nhà bạn em nó mua thì con nó còn nhỏ thì có 4 đứa, có 4 đứa thì một đứa thì năm nay cũng lớp 7, lớp 8, 9 rồi đó. Còn một đứa thì cũng là lớp 6 rồi đó. Còn hai đứa kia thì nó cũng còn nhỏ. Thế nhưng mà ăn uống thì bạn là có đủ không? Bạn là vẫn đủ thoải mái luôn. Linh xương, Linh xiệc lấu đủ đủ luôn cho mấy đứa luôn đó. Đấy, rồi thì Linh chè đỗ đen các kiểu đó. Thì vẫn đủ đấy. Tùy vào cái nhu cầu ăn. Có những người thì ăn người lớn thì lại số lượng nhiều hơn thì mình sẽ mua cái nồi to. À, có những người thì gia đình đôi hai con mấy cả hai vợ chồng thì ăn quá thoải mái luôn rồi, không thể hết được, bởi vì bây giờ ăn uống nó không phải giống như như ngày xưa là ăn nhồi nhét rồi cho nó sướng cái mồm khổ cái thân. Bây giờ không, ăn vừa đủ đủ chất xong rồi thoải mái. Đó. Ok nhá quý vị nhá, một con nồi đẹp tuyệt vời nha, một con nồi chất và đẳng cấp nha. Đó. À, rất hiếm luôn. À, hàng rất đẹp và rất hiếm. Quý vị nào mà lấy con nồi này thì alo ngay cho em nhé. Số điện thoại của em là 0966 594 581. Địa chỉ là 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Em đọc giá luôn của nó luôn cho quý vị nhá. Giá của con này là 690.000 nhá. Đó. Đấy. Thôi em bán cho quý vị là 590.000 đi. 590.000 rẻ quá nhỉ. Đấy, thôi được rồi, 590.000 đi nhá. Đấy, quý vị chắc là không tìm được cái nồi nào mà giá 590.000 một con nồi đẹp long lanh cành đào như này đâu ạ nhá. 590.000. Đấy, quý vị nào lấy thì alo ngay cho em nhá. Vâng, đó. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo của em.